Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng cho dọn kho, chuẩn bị càn quét lớn. Có quan chức đã bị ông Tổng Trọng cho vào phòng sổ khám rồi sau đó lại xử lý. Có quan chức thì bị ông Tổng Bí Thư tống thẳng vào tù mà không cho ngồi vào chiếc ghế dự bị để sám hối. Trước đây, ông Đinh La Thăng được đưa vào Phó Ban Kinh tế Trung ương để chờ xử lý. Từ đó đến nay, ghế Phó Ban Kinh tế Trung ương được xem là ghế dự bị để ngồi tù. Ông Đinh La Thăng thì đã ngồi tù, còn ông Nguyễn Thành Phong chưa biết được về nhà hay sẽ bị cho vào tù đây. Án thì vẫn đang treo lơ lửng trên đầu của ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị dọn kho Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 6. Ông Nguyễn Phú Trọng chưa quyết định số phận của Nguyễn Thành Phong, nhưng ông đã cho ông Phong rời chiếc ghế Phó Ban Kinh tế Trung ương. Động thái này được cho là ông Trọng đang dọn kho để nhập hàng mới. Ghế Phó Ban Kinh tế mà ông Nguyễn Thành Phong bỏ lại sẽ có người lắp vào, nhưng chưa biết đó là ai. Rất có thể là ông Nguyễn Văn Thể. Trước đây, ông Trọng đã trưng dụng Ban Kinh tế Trung ương làm kho dự bị cho các đối tượng sắp thành củi. Tuy nhiên, vì củi quá nhiều mà kho thì lại hẹp, nên ông Trọng đang mở thêm kho mới. Vậy kho mới mà ông Trọng đặt ở đâu đây? Đấy chính là Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng là vị trí phó ban. Người đầu tiên được nhập vào kho mới là ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Ban Bí thư cảnh cáo ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây chỉ mới là hành động kỷ luật của Đảng, chưa cách chức. Tuy nhiên, theo giới thạo tin đánh giá thì việc cách chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương của ông Phùng Xuân Nhạ, nó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi, bất cứ lúc nào cũng thể ập tới. Ông Trọng đang bận rất nhiều việc, chưa xử lý việc này gấp cho được. Vào ngày 16 tháng 11, ông Trần Quốc Cường, Phó Ban Nội chính Trung ương, được điều động chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Cường đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay cho Nguyễn Văn Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hôm 21 tháng 10. Đây là hình ảnh ông Trọng đang chuẩn bị dọn kho Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 10. Với việc thuyên chuyển này cho thấy ông Trần Quốc Cường đang được cơ cấu về lại Trung ương. Vấn đề ông Trần Quốc Cường đi không đáng nói, mà vấn đề nhiều người quan tâm đó là chiếc ghế trống mà ông Trần Quốc Cường đang để lại. Liệu rằng đây là chiếc ghế tiếp nhận người được cơ cấu tiếp hay tiếp nhận một con người thất sủng để ngồi tạm trước khi phải vào tù? Như vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, trước đây tiếp nhận ông Nguyễn Thanh Long, sau đó ông Nguyễn Thanh Long lại nắm Bộ Y tế. Lúc đó ông Long là người ngồi tạm để chờ cơ cấu tiếp theo. Hay như ông Nguyễn Hồng Diên trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngồi tạm chiếc ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo để chờ cơ cấu. Tuy nhiên, ông Phùng Xuân Nhạ thì lại khác. Ông Nhạ là người thất sủng về vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương để chờ xử lý. Hiện nay, người ta chờ bị kỷ luật và chờ bị truy tố đang khá đông. Trong đó có thể kể đến như ông Nguyễn Văn Thể. Còn những người đang bị theo dõi để chuẩn bị xem xét kỷ luật hay không có thể kể đến như ông Nguyễn Hồng Diên, ông Hồ Đức Phước, vân vân. Nếu ông Trọng cho làm mạnh tay thì e rất nhiều người sẽ bị đưa vào tầm ngắm kỷ luật. Rất có thể vị trí Phó Ban Nội chính của ông Trần Quốc Cường để lại sẽ là một chiếc ghế dự bị cho những chức thất sủng ngồi vào đấy chờ án kỷ luật. Đây là hình ảnh có phải là hành động dọn kho của Nguyễn Phú Trọng hay không? Đợi người ngồi vào chiếc ghế Phó Ban Nội chính là ai? Câu hỏi được đặt ra. Nếu là một thứ trưởng của bộ nào đấy thì người đấy sẽ được cơ cấu lên bộ trưởng. Nếu người ngồi vào đấy là một bộ trưởng cho thôi chức giữa nhiệm kỳ thì đấy là vị trí dự bị chờ bị xử lý, ném vào lò. Kinh tế Việt Nam đang xuống dốc, chỉ riêng vụ án Việt Á đã thổi bay hai bộ trưởng. Còn những vụ án khác như chuyến bay giải cứu, vụ án Vạn Thịnh Phát vân vân sẽ hư hại thêm rất nhiều bộ trưởng nữa thất sủng. Có thể sắp tới đây sẽ có cuộc càn quét rất lớn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng Vingroup tụt dốc thảm hại. Điểm bám gì cho ông Phạm Nhật Vượng đây? Đã nhiều năm nay, Vingroup nổi lên là cái tên doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên vào ngày 15 tháng 11, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam
viết ở Việt Nam Report và báo Việt Nam Net đã công bố bảng xếp hạng Việt Nam E500, tức là top 500 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam vào năm 2022, thì Vingroup bị đẩy xuống vị trí thứ nhì sau Hòa Phát. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát được đánh giá là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam vào năm 2022, tăng 3 bậc so với vị trí thứ tư vào năm ngoái. Với thành tích này, Hòa Phát cũng đồng thời chiếm ngôi đầu bảng của Vingroup, đẩy doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống vị trí thứ hai. Chuyện hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng Việt Nam E500 không có gì đáng lo ngại. Mặc dù vậy, doanh nghiệp đứng đầu trong bảng danh sách là một doanh nghiệp đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nó đặt ra một câu hỏi rất lớn cho những doanh nghiệp tiếp theo. Đây là hình ảnh Hòa Phát đã tụt dốc thê thảm. Được biết vào hồi cuối tháng 10 vừa qua, tập đoàn Hòa Phát báo lỗ nặng đúng như cảnh báo của tỷ phú Trần Đình Long do nhu cầu thép trong nước suy giảm và nguyên vật liệu đầu vào tăng lên rất cao. Tập đoàn Hòa Phát của Chủ tịch Trần Đình Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 với doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ, xuống còn 34.440 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm mất 1.786 tỷ đồng. Tuy vậy, lũy kế 9 tháng, tập đoàn Hòa Phát vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, tương ứng gần 116.560 tỷ đồng và 10.443 tỷ đồng, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch của năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận. Trước đó, cổ phiếu của Hòa Phát liên tục lao dốc và xuống đáy 2 năm, khiến Chủ tịch Trần Đình Long đã mất tới 1,8 tỷ USD so với mức đầu năm, tính theo tài sản quy ra từ số cổ phiếu ông Long đang nắm giữ. Việc Hòa Phát xuống dốc đã làm cho ông Trần Đình Long rơi khỏi danh sách tỷ phú của Việt Nam. Hòa Phát đã rơi thê thảm như thế, nhưng Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng lại rơi xuống dưới cả Hòa Phát, thì điều đó cho thấy Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng rơi sâu hơn đối thủ trong danh sách Việt Nam E500. Đây là con số rõ ràng, con số không biết giấu giếm. Từ nhiều tháng qua, báo chí lên tiếng bảo chữa cho Vingroup và cả Bộ Công an cũng đã lên tiếng. Tuy nhiên, tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị quản thúc vẫn cứ tồn tại mà không có cách nào dập tắt được. Cuối cùng, hàng loạt báo chí đã đăng tải bài báo kèm với một hình ảnh duy nhất ông Phạm Nhật Vượng ký hợp tác với một công ty sản xuất pin của Trung Quốc. Mà điều đáng ngạc nhiên là nó đã được ký kết tại Osaka của Nhật Bản. Hình ảnh này đã được tờ Thời báo .d phân tích ở những bản tin trước đó. Đây là hình ảnh Vingroup còn tụt dốc thê thảm hơn cả Hòa Phát. Việc Vingroup bị rơi khỏi vị trí Việt Nam E500 lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy sức khỏe tài chính của Vingroup đang chất chứa rất nhiều vấn đề mà tập đoàn này đang cố tình giấu giếm. Kinh doanh bất động sản thì ảm đạm, huy động vốn thì không suôn sẻ vì mạng xã hội đang cảnh báo rủi ro rất lớn. Trong đó, VinFast thì vẫn tiếp tục đốt rất nhiều tiền của Vingroup và đang có dấu hiệu đuối dần, không ai mua xe điện cả. Cây kim trong bọc giấu mãi rồi cũng lòi ra. Cho đến nay, ông Phạm Nhật Vượng đã xử lý truyền thông dường như rốt ráo. Từ vụ nạn nhân chết cháy, than hóa trong xe xăng trước đây, cho đến những tin đồn và lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Nhật Vượng đều được ông Vượng xử lý sạch trơn. Đây là hình ảnh tương lai ông Phạm Nhật Vượng đang bị nghi ngờ. Có người thì cho rằng Vingroup quá lớn nên nhà nước không thể cho nó sụp đổ được. Đây có thể là một ý kiến đúng, tuy nhiên hiện nay Vingroup đang bị đẩy xuống dưới bảng danh sách Việt Nam E500 là điều xấu cho tập đoàn này. Nếu ông Vượng không vực dậy được kinh doanh mà để nó tiếp tục rơi thì cũng đến lúc Vin không còn là quá lớn đối với nền kinh tế nữa. Khi đó, Trung ương thì rất có thể sẽ cho nó rơi thớt như đã làm với Tân Hoàn Minh, FEC và Vạn Thịnh Phát. Đến nay, người dân vẫn chưa có tin là Vingroup không có vấn đề gì, bởi căn bệnh khởi phát lên đối với Vingroup nó cũng có bóng dáng tương tự giống như Tân Hoàn Minh, FEC hay Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Vượng không chèo kéo Vingroup trở lại vị trí vốn có thì điều đó có nghĩa là điểm xấu sẽ lại đến với ông Vượng.